Hello anh chị, chào mừng anh chị đến với kênh xe lướt Sài Gòn. Lại là em Tâm đây, Tâm bán xe có tâm. Hôm nay em Tâm lại tiếp tục giới thiệu với anh chị một siêu phẩm đến từ Bảo Lộc Lâm Đồng luôn nha anh chị. Fortuner 2.4, một cầu số tự động, nhưng mà này con này là phiên bản đặc biệt nha anh chị, phiên bản Legender. Đây là một cái phiên bản mà cải tiến 2.4 của nhà Toyota. Thằng này thì nó sẽ có hai phiên bản nha, 2.8 máy dầu hai cầu và 2.4 máy dầu một cầu nha anh chị. Rồi hôm nay anh chị theo chân em Tâm để quay chi tiết cái xe cập luôn nha. Tại sao em nói xe cập? Xe này á, thì mới lăn bánh có 7.000 cây thôi anh chị. Mới lăn bánh có 7.000 cây thôi. Xe đời 2022 luôn anh chị. Xe này là lướt như mới ha. Sơn zin này nọ là nước sơn là khá là mịn màng luôn ha. Rồi đó, xe thì cái cụm đèn trước là khá là hàng ngầu nè anh chị. Và cái phần những cái phần la răng nối liền với mặt la răng nè, đó là nó sẽ sơn màu đen ha. Nhìn khá là hầm hố anh chị. Và cụm body kit xe có 3 camera 360 độ nha anh chị. Phiên bản này có camera 360 độ cảm biến trước. Đó. À, cái xe này thì em Tâm mới lấy buổi sáng nay nha, nên đâm ra là nó vẫn còn cái chất xe mộc nó hơi dơ, tại vì cái chỗ của khách hàng sử dụng là đường đất đỏ ha. Đó, nhưng mà anh chị coi những cái gai lớp nè, còn khá là dày luôn, còn khá là dày. Đây là cái mâm đặc biệt nè, mâm đặc biệt nè, mâm 18 inch nha anh chị, mâm này là 18 inch đó. Camera 360 độ, đăng kiểm thì còn tới tháng 9 năm 24 luôn nè, thoải mái cho anh chị đi nha, thoải mái cho anh chị đi. Camera 360 độ nè anh chị. Đó, xe mang cho mình là cái màu trắng ngọc trai nha anh chị, màu trắng ngọc trai, xe khá là đẹp. Xe này thì chất xe như mới vậy anh chị, chất xe như mới vậy đó. Thì cái phần đằng sau này nó cũng sơn đen nha anh chị, cũng sơn đen luôn. Rồi để em mở cốp cho. Cốp thì mở điện nha anh chị, cốp thì mở điện. Còn về keo chỉ xe này thì em Tâm xin bỏ qua nha, tại vì nó là chắc chắn với anh chị là nguyên zin à. Thì cái phần trần của thằng Legender này nó cũng màu đen nha anh chị, so với những xe bản phiên bản khác. Và xe này á là có đá cốp nha anh chị, có đá cốp luôn, cốp 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 chỉnh điện thì nó sẽ có đá cốp luôn. Khi mà anh chị lóc hết cửa anh chị đá cốp thì nó sẽ hoạt động nha, cái này là chống kẹt cửa đó. Bánh sơ cua thì chưa hạ nha anh chị. Rồi để em quay bánh sơ cua cho mình coi, bánh sơ cua thì chưa hạ nha. Đó, đây phiên bản Legender nha anh chị, Legender máy dầu. Rồi để em quay cái nội thất cho anh chị coi nè. Thì dĩ nhiên nội thất thì như mới rồi anh chị. Xe này thì đâu khác gì xe mới đâu. Xe thì có dán phim cách nhiệt, lót sàn simili, viền che mưa, nẹp bước chân nè anh chị ha, đầy đủ đồ chơi hết rồi. Mua về chỉ có đổ dầu mà chạy thôi, có camera hành trình, có đầy đủ hết ha. Phiếu nhắc bảo dưỡng từ Toyota Bến Thành anh chị, phiếu nhắc bảo dưỡng từ Toyota Bến Thành nè ha. Đó, odo là 7.530 cây ha, odo chuẩn. Còn về cái chất xe thì anh chị thấy không? Đó, đây là cái màn hình có dẫn đường nha, đây là cái màn hình là có dẫn đường mặc định của Toyota nha. Đó, những cái cửa này nọ đồ thì nó như mới vậy anh chị. Thôi thì em Tâm không nói như mới nữa, nói hoài thì nó lại bị lặp trùng lặp cái lời nói, làm ra cái clip nó không hay nha anh chị. Nên em Tâm không có nói như mới nữa. À, cái máy thì có thể hơi dơ nha anh chị, máy thì có thể hơi dơ, tại vì em Tâm mới lấy về là quay clip cho anh chị coi luôn. Còn anh chị coi kỹ những cái chi tiết nè, những cái chi tiết ốc máy này nọ nào nè, đó quay kỹ những cái chi tiết trong đây nè, bên đây nè. Thì máy móc thì em Tâm vẫn cam kết với anh chị là keo chỉ nguyên zin nha anh chị. Máy móc là không đâm đụng, tất cả các xe mà em Tâm luôn không đâm đụng, không ngập nước, pháp lý chuẩn và km chuẩn. Còn nếu anh chị nào kỹ á, mình lên đây mình coi ưng cái xe rồi đó, đi test hãng với em Tâm, điều đó em Tâm rất là khuyến khích luôn nha. Dạ rồi, con Fortuner là máy dầu một cầu số tự động, phiên bản Legender, phiên bản đặc biệt. Thì đời 2022 hiện tại bên em Tâm đang bán là 1.170.000, sẽ còn thương lượng cho anh chị khi anh chị lên coi xe luôn. Anh chị nào quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên hoặc là Zalo, em Tâm sẽ gửi hình ảnh chi tiết như giấy tờ xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe.